Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Vô làm live show ở Hà Nội Rapper Vô làm live show thứ hai trong sự nghiệp ở Hà Nội, thể hiện loạt hit gắn liền tên tuổi anh suốt 14 năm ca hát. Đêm nhạc sâu của Đen dự kiến diễn ra ngày 27 tháng 5 tại Mỹ Đình. Ca sĩ cho biết so với live show đầu ở thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2019, chương trình được đầu tư hơn về quy mô. Ngoài các hit giai đoạn đầu sự nghiệp, anh sẽ hát thêm nhiều nhạc phẩm hot gần đây như Anh Đết Cần Gì Nhiều Ngoài Em, bài này chưa phết, 2 triệu năm, lối nhỏ, mang tiền về cho mẹ, trốn tìm. Live show dự kiến có nhiều khách mời, đồng nghiệp gắn bó với rapper từ khi vào nghề đến nay. Anh sẽ chơi rap cùng dàn nhạc live, toàn bộ tiết mục được ekip phối mới tôi mong vượt lên trên sự yêu quý, mọi người sẽ đến với sâu, không chỉ vì tôi, mà còn là vì chính mọi người. Đó là sẽ là một ngày được tạm gác lại bộn bề loay hoay thường nhật, được thả lỏng tinh thần và hòa mình vào những âm thanh đồng điệu. Để hồi phục niềm yêu đời, mọi người sẽ nhận ra mình không hề đơn độc, như vẫn tưởng. Mong là hôm đó mọi người sẽ đến và mang về đầy ấp niềm vui, ca sĩ nói. Trước đó, Đen Vô lần đầu làm live show năm 2019 tại sân vận động quân khu 7 kỷ niệm 10 năm làm nghề. Chương trình hút hơn 5.000 khán giả, với các khách mời như Vũ, Ngọt Ben, Linh Ly, Linh Cáo, Kim Miss. Rapper đen vô tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Anh từng sáng tác các bài, đưa nhau đi trốn, đi theo bóng mặt trời, trời ơi con chưa muốn chết, cô gái bạn bên, ta và nàng. Tại chương trình bài hát Việt năm 2011, đen đoạt giải bài hát được khán giả yêu thích nhất. Với ca khúc Cây Bàn, Đến nay, Đen là nghệ sĩ có nhiều MV đứng đầu top thịnh hành YouTube nhất, với các ca khúc như một triệu like, Trời hôm nay nhiều mây cực, Đi về nhà, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.